Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube Thi Thi Quỳnh Vlog Cần Thơ. Đó thì bữa nay Thi sẽ ăn món tôm luộc chấm muối tiêu nha cả nhà các bạn. Đó thì tôm Thi mua cũng bữa nay con bự lắm cả nhà các bạn. Đó, bữa nay ăn một mâm tôm hoành tráng lệ luôn. Mời cả nhà các bạn cùng ăn với Thi Thi nha. Chào cả nhà và các bạn nha. Thì tôm Thi cũng đã luộc xong cả nhà các bạn ơi. Bữa nay Thi ăn mâm tôm siêu to, siêu nhiều. Đây thì Thi ăn mâm tôm với muối tiêu chanh nếm nha cả nhà các bạn. Đó. Mời cả nhà các bạn ăn cùng Thi nha. Chanh nếm cho thiệt là nhiều, ăn nó mới phê cả nhà các bạn ơi. Đó thì thành phần ăn tôm bữa nay á. Đó. Quá xá ngon và đặc sắc luôn. Mình giờ không biết ăn cái gì, chỉ có luộc thôi cả nhà các bạn. Mà tôm ở đây thì những con tôm như gì thì nó cũng ở Việt Nam mình đó, thì nó cũng rẻ nha cả nhà các bạn, không có mắc. Mâm tôm này Thi mua là 200.000 ký, mà Thi mua mâm tôm này 2,5 ký là 500.000. 500.000 nhưng mà tôm rất ngon nha cả nhà các bạn. Bia ăn thơm lắm cả nhà các bạn. Ngon quá cả nhà các bạn ơi, mời cả nhà các bạn nhà các bạn nha. Mâm tôm bữa nay quá sáng. Xin mời. Ngon. Ngon ơi là ngon. Ngon quá nhà bạn ơi. Thì bữa nay Thi ăn gồm có thịt tôm, chấm muối tiêu, giản dị thôi cả nhà các bạn ơi, rồi rau sống, còn tráng miệng thì chôm chôm và dưa hấu nha cả nhà các bạn. Mình ăn tôm này mình ăn có rau sống á đỡ nó ngán cả nhà các bạn. Thì cả nhà các bạn biết sao, cái kênh của Thi á thì những người bạn á mới làm được nhiều à, mà mấy bạn nhớ mới làm á, nếu như coi ở được cái clip của Thi á thì hãy nhớ cứ xem video của Thi đi thì Thi sẽ trả lời hết thôi, cũng như là nếu như có xem là Thi trả hết, không sớm thì muộn. Ngon quá đẹp không cả nhà bạn, không sớm thì muộn thì Thi sẽ trả hết. Nhưng mà cả nhà bạn đừng có viết cho bình luận là đăng ký hay là này kia bị ăn tê ghê quét hết tội nghiệp cái kênh của Thi. Ăn cơm nhớ lấy cái này ra nha cả nhà bạn, cái này là nó ăn mồi cả nhà bạn, nó ăn mồi á, lấy ra trời nó béo quá trời béo cả nhà bạn ơi, ngon không. Ngon quá sao ngon. Ở Việt Nam mình thì những con tôm này thì nó không có mắc nữa nhà bạn, không có mắc, rất là ngon. Mời các nhà các bạn con ở nhà, nóng quá, nóng quá cả nhà các bạn ơi. Ôi ôi nó ngon nè, gạch nè cả nhà bạn. Đó. Quá ngon. Mâm tôm rất là hấp dẫn cả nhà bạn. Thịt rất là nhiều, mời cả nhà bạn nha. Trời ơi chấm muối tiêu chanh ớt nè. Chanh nè chứ. Mời cả nhà bạn nha. Ngon. Ngon quá, cái ngon nhà bạn ơi. Gạch không. Quá khá ngon. Ăn những miếng gà. Ăn những miếng gà cho nó ăn
ăn miếng rau đừng ngắn nhập à, gạch nó lên thì con tôm mà mình luộc mình hấp bia cái nhập à, mở ra là nó thơm cực luôn, thơm lắm không dễ không, có nhập ăn đừng có luộc nó ngon, nước dừa cũng không ngon, nước dừa thì nó ngọt thiệt nha, nhưng mà thì cũng có ăn rồi, nhưng mà chỉ thấy là hấp bia này nè rất là thơm, đắng thì nó kỹ bia hết. Ngon quá. Thì Thi trên lửa con nào không càng, ghét con nào có càng quá cái nhập này. Có càng cái nó có mất hai cái càng. Mời nhạc bạn con nữa nha. Ngon quá. Thì về Thi cũng cảm ơn tất cả các bạn đã cùng đồng hành xem video với Thi trong thời gian qua. Thì cả nhà các bạn biết sao không? Thì Phi cũng thiếu lượng DK quá trời. Nó béo. Mấy cái đầu này gặp này nó gót xuống là cả nhà bạn béo lắm. Rất là ngon. Ngon quá cả nhà bạn. Nhà bạn thì thích rất là thích bông ly trắng nè, có khi người ta tin chị đòn á, có người á người ta không chịu mà chưng ly, mà khi á thì khoái nha nhạc bạn, rất là khoái, khoái chưng ly nó đẹp cả nhạc bạn, gặp nó dính lên cái nồng béo béo ngày ngậy luôn cả nhạc bạn, ngon quá. Tiêu vào còn có đá nhà bạn ơi, mở nhà bạn con nữa nha, nó ngọt, thịt nó ngọt, nó dai ngon ghê cả nhà bạn. Thịt nó dai quá nha bạn, mà cái đầu nó gặp nhiều béo, béo ngắt ngay trời mây. Ngon quá. Mua thì có nhiều hô hào chứ nhà bạn. Ăn nhiều, đau tay lắm. Không được 10 con. Không được 10 con là ngán cái nhà bạn. Cái gạch cái đầu nó ăn đã nhà bạn. Có người ăn ăn cơm cái nhà bạn. Không ăn cái đầu. Mà khi thấy là cái đầu cũng cơm ngon thấy mồm sao không ăn. Béo. Mấy con ngán quá nhà bạn ơi. Giờ cho Thi ăn một trái chôm chôm cho đỡ ngán thôi. Ngọt ngọt vô cho đỡ ngán cái nhà bạn. Mùa này chôm chôm Thái tới rồi đó nhà bạn. Bữa Thi đi vườn có mua chôm chôm trong vườn á, người ta cho đi vô mình ăn. Nếu mà mình mua ra thì mình phải căn ký đến tiền cho cả nhà bạn. Vô đường quá là không nên. Rồi lắm cả nhà ơi. Mà mùa chôm chôm bây giờ thì chôm chôm thường á, ế tao thích ăn chôm chôm. Ngon lắm nhà bạn ơi. Ngon mà nó ngán. Ngon mà ngán quá nhà bạn ơi. Thì cái video của Thi đến đây chắc cũng kết thúc với nhà bạn ơi. Thì xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video ủng hộ Thi. Nếu như các bạn có xem cái video thì hãy nhớ bấm nút đăng ký, like, share ủng hộ Thi nha. Và đừng quên bấm cái chuông để mỗi khi Thi ra thông báo mới nha cả nhà các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại. Bye.